Đây là ao cá của bác Hồ. Sau đó là mình sẽ đưa mọi người vào trong. Mình cũng không biết chắc chắn đây, nhưng mà nhìn giống nhà sàn của bác này. Nhà sàn của bác đây. Mình cũng vào tham quan nào, mà không biết người ta có cho quay phim không cả nhà. Đây, mình sẽ vào thăm bên trong nha. Cái này nó hoa này nó hoa thật thành hoa đào cả nhà. Bên trên nhà sàn của bác nhé. Đây làm việc của bác này, sách vở này. Nhìn cái này quý đấy, hình ảnh của bác này. Đây giường của bác. Có cái nón của bác luôn. À, làm việc của bác này. Hoa lan bên nhà sàn của bác nhiều lắm, đẹp. Chắc này cái này là điện thoại của bác ngày xưa này. Sau khi tham quan thì mình ra theo núi này này. Cái cổng đẹp quá không mọi người. Vào đây thấy thoải mái, thấy bình yên lắm cả nhà. Này cái hồ nước của nhà bác. Ao chứ, trời ơi cá này. Ôi cá cho cả nhà mình coi nha. Trời ơi, nhiều cá lắm cả nhà ơi. Đây là ao cá của bác Hồ, giống như trong sách á. Lần đầu tiên mình được nhìn, mình được ngắm á. Cá nhiều lắm. Cá này là cá gì mà vàng vàng ấy. Nói chuyện hơi vốn quá, không biết cá gì. Cá bác Hồ. Nhà bác rộng, nhà bác lớn lắm nên là đón rất là nhiều khách du lịch của nước ngoài, trong nước. Trong ngày chủ nhật là số lượng khách mà tham quan thăm lăng bác đông chứ lắm cả nhà. Sau khi mà vào viếng bác xong thì người ta sẽ cho mình đi tham quan mà nhà của bác nè, ao vườn rồi mọi thứ. Ở đây người ta trồng bưởi. Ao nhà hồ đẹp, rộng mà nhiều cá. Thôi mấy cái cây này là mấy cái cau à, nó cao chắc bằng cái nhà 2-3 tầng luôn á. Mày đang quay để với ba. Cái cây ở trong vườn nhà bác thôi, mà cây nào cây đấy nó là cây cổ thụ ấy. Nó bự giống như một cái nhà mini vậy nhỉ.
Trên đây thì người ta trồng lan á. Đây, mình đang đứng đối diện với nhà sàn của bác, đứng ở bên này bờ ao á.